Hello, xin chào cả nhà. Hiện tại là đang trong mùa World Cup, cho nên là khi mà Nhân đứng trước một cái vực thẳm như thế này đó, thì Nhân sẽ cảm nhận được cái cảm giác mà của những cái anh, cái chị mà kêu bằng cái gì ta, đổ nợ hả, chuẩn bị phóng cầu, phóng sông đó. Thì cái cảm giác rất là tuyệt vời, rất là vui mốt. Hiện tại là Nhân đang đứng tại sông Vàm Cỏ Đông. Thì ở đây là mình là hạ nguồn sông Vàm Cỏ Đông, còn trên thượng nguồn là nó giáp ranh với bên Campuchia. Trên kia thì gọi là sông Vàm Cỏ Tây, còn dưới đây là Vàm Cỏ Đông. Thì sông Vàm Cỏ Đông này nó sẽ chảy ra sông Sài Gòn luôn nha cả nhà. Và hiện tại bây giờ là Nhân đang đứng tại một dự án mang tên là Trần Anh Riverside. Thì lúc nãy là Nhân chạy từ Sài Gòn xuống, nếu mà từ Sài Gòn ngay chỗ ngã tư Gò Mây, ngã tư An Sương và nói chung là mình, nếu mình tính từ ngã tư An Sương đi thì mình chạy xuống đây nó khoảng 40 km, còn tính từ vòng xoay An Lạc của quận 6 hoặc là quận 8, quận 4 này kia đó, mình đi xuống đây gần hơn khoảng 20 km, thì nó cái vị trí nó cũng khá là gần và rất là đẹp, dự án rất là đẹp. Thì cái dự án này đã bán một lần rồi và bây giờ tiếp tục chủ đầu tư quay lại bán đợt 2, giai đoạn 2. Thì cái giá cả này kia thì Nhân sẽ một lát Nhân sẽ giới thiệu cho cả nhà. Bây giờ nó tốt lại là Nhân đang đứng tại phía sau của dự án. Bây giờ Nhân sẽ dẫn cho cả nhà mình vào trong để tham quan cái mẫu nhà, phố và biệt thự của dự án. Rồi, Nhân xin mời. Lần này thì công ty sẽ bán 3 dòng sản phẩm nha cả nhà. Thì hiện tại bên đây thông tin sơ bộ là mình sẽ có đất nền, nhà phố và biệt thự. Thì như nhà mình thấy là sau lưng của Nhân là những cái mẫu nhà nha, biệt thự có lại phía trước của Nhân là nhà phố. Bây giờ đầu tiên Nhân sẽ dẫn cả nhà mình đi vào tham quan một cái căn biệt thự trước nha cả nhà. Thì cái mẫu biệt thự ở đây nó cũng giống như mẫu biệt thự ở bên Trần Anh, Nhân xin lỗi, ở bên dự án Bella Villa. Thì bây giờ Nhân sẽ dẫn vào, nó chỉ có khác cái màu thôi, thì hầu như cái mẫu thiết kế bên trong thì nó hoàn toàn nó sẽ giống nhau. Rồi, Nhân xin mời. Đây, cái mẫu biệt thự này nó rơi vào tầm khoảng ngang 8m, dài 15, ngang 8, 16, ngang 8, 17. Thì tùy cái diện tích và tùy cái vị trí thì cái giá cả nó khác nhau cả nhà. Hiện tại mình đang đứng một cái căn góc với cái diện tích là ngang 10m, dài 15m. Thì như Nhân cũng nói luôn cho cả nhà, thì hiện tại nếu như ở bên đây đó mình giao nhà, mình giao nhà thô, còn lại cái phần thiết kế thì khách hàng mình mua về sẽ tự thiết kế theo ý của mình. Thì nó rất là hay như cả nhà. Như cái căn biệt thự này là căn nhà phố, thì ở trong đây nếu như cả nhà mình hoàn thiện thì nó rơi vào tầm khoảng từ 300 tới 500 triệu một căn. Tùy cái vật liệu của mình, và thứ nhất và thứ hai là tùy cái nội thất của mình làm mình trồng như thế nào, tùy cái giá tiền bên chủ đầu tư hoặc là bên những cái anh thiết kế hoàn thiện nội thất á, thì người ta sẽ tính ra cho mình. Cái nhà mình thấy ở đây có một cái phòng, ở dưới có một cái phòng, thì cái phòng này nó khoảng khoảng 10 m² thôi, nó không lớn. Thì ở đây mình có thể là mình làm một cái phòng bếp riêng biệt. Và so với cái tổng căn nhà, nếu mình để một cái gian bếp vào kia cũng được, thì mình có thể là vừa nấu ăn mình vừa xem nhà chẳng hạn như vậy. Còn nếu còn mình muốn làm một cái gian bếp riêng thì cả nhà mình có thể thiết kế ở đây là một cái phòng bếp. Ở đây là cả nhà mình nó liên tiếp với cái phòng nhỏ ở đây, thì nó còn thêm một cái toilet. Cái toilet là mình có thể thiết kế một cái dạng như là cái phòng chung có toilet riêng đó. Còn không thì mình làm toilet vào đây. Anh em xin lỗi, cũng không làm bếp vào đây nha cả nhà. Ở đây đó mình có thể là thiết kế một cái phòng bếp, thì mình sẽ làm một cái tấm chắn gì đó nó ngang với lại cái phòng bếp như là phòng khách, để cho nó không có bị phạm phòng thị. Rồi bây giờ thì nhân mời cái nhà mình lên để lọt. Hiện tại là Nhân đang đứng ở trên lầu 1 của căn biệt thự. Thì từ cái view này đó thì cả nhà mình có thể là
nhìn ra được phía trong mặt Võ Đông. Còn phía trước của mình là mặt tiền đường Nguyễn Văn Tui đó, từ quốc lộ 1A đi vào khoảng 300m. Qua đây mình có thể nhìn hầu như là tổng quát cái khu của mình luôn. Rồi xin mời mọi người. Bây giờ trước mặt của cả nhà là một cái tiếp tục là một cái phòng, thì ở đây là mình có thể là làm phòng khách cũng được, hoặc là nếu như mình ở nhà mà mình có ốp đó, mình có thể làm một cái phòng thờ ở đây, thì mình có ra mình có một cái ban công nó rất là đẹp. Và phía trước này luôn thì nó có thêm một cái phòng nhỏ để mình làm thêm một cái toilet nữa, thì rất là tiện cho cả nhà. Còn ở đây tiếp tục lại là một cái phòng, thì cái phòng này để trống, cả nhà mình có thể là làm một cái phòng sinh hoạt chung dành cho cả một gia đình, thì mình có thể đặt một cái bộ bàn hoặc là một cái bộ salon tại cái vị trí này nha. Thì còn nếu như nhà của mình mà đông người hơn nữa thì mình có thể thiết kế thêm ở đây một cái phòng nên mình sẽ chậm. Rồi qua tiếp tục lại thêm một cái phòng nữa. Phòng này là mình có thể thiết kế là một cái phòng ngủ, thì ở trên đây nó thiết kế là hai cái phòng để là hai phòng ngủ và có một toilet chung cho hai phòng. Thế khi mà mình ở ngoài á, ở dưới cầu thang mình bước lên thì ở phía đằng trước mình có một phòng khác rồi, bên đây thì có một cái phòng sinh hoạt chung, và phía bên tay phải khi mà từ cầu thang bước lên thì nó có hai cái phòng, một cái phòng nhân mới đi ra, thì ở đây nó có một toilet chính giữa. Bên kia là cả nhà mình có thể thiết kế một cái phòng ngủ nhỏ để dành cho các bạn trẻ, còn bên đây là một phòng ngủ lớn rất là lớn. Thì cái phòng ngủ này là mình có thể dành cho hai vợ chồng, hoặc là ví dụ như là nhà mình có ông bà mình có thể dành cho hai ông bà cũng được. Thì đó, nói chung là khi mà mình muốn nhập môn đó là nó một cái lợi thế rất là lớn trong cả nhà mình. Bây giờ từ cái lầu 1 nhân bước lên lầu 2 thì trên đây tiếp tục lại có thêm một phòng ngủ. Thì nếu như mình tính hết cả một cái căn biệt thự này thì mình có thể thiết kế lên tới 5 cái phòng ngủ. Còn nếu như là nhà mình cần thì mình có thể làm 3 phòng hoặc là 4 phòng thôi. Còn những phòng còn lại thì mình có thể là làm nhà kho hoặc là làm bất cứ một cái gì khác nếu như mình thích kỹ mình rồi nhân vào đi trước rồi. Trên đây nó lại có một cái gian rất là lớn nữa, thì thật sự là cái diện tích nó quá nhiều, sử dụng quá nhiều luôn, để cho nên là cả nhà mình có thể là tùy ý thích của mình luôn, mình có thể làm như thế nào cũng được, rất là vô tư, rất là thoải mái. Thì như ở đây đó mình có thể là đẩy tiệc cho bạn bè này kia đó, mình mời lên đây cũng được, đặt vài cái bàn là ok, thoải mái. Wow, cá nhân đang đứng hiện tại là lầu 2 hoặc cũng là lầu kết thúc này cả nhà. Thì nói chung lại thì cái biệt thự của mình bao gồm là 5 phòng ngủ và 2 lầu, một trệt 2 lầu. Thì với cái diện tích của cái lầu 2 này, thấy phía sau có một phòng nữa nha cả nhà. Đằng sau giống như là một cái khoảng trống thôi. Thì nếu như ở đây thì cả nhà mình buổi chiều tối đó mình có thể đặt một cái bàn ở đây, cả gia đình lên đây ăn bánh hoặc là uống nước hoặc là nhậu nhẹt gì đó cũng được, rất là thoải mái. Bởi vì một cái không gian là phải nói là rất tuyệt vời. Nhưng phía tay trái của mình nhìn ra là mình thấy sông Vàm Cỏ Đông. Và cái view này thật sự rất là đẹp, khi cả nhà mình phóng tầm mắt ra là mình thấy hầu như là muốn gần hết cái dự án luôn rồi. Rồi, nhân xin nói lại là cái căn biệt thự của mình với cái diện tích là ngang 10m, dài 15m, thì
bao gồm là một trệt hai lầu và tất cả là nó có khoảng từ 4 đến 5 phòng ngủ tùy theo mình thiết kế, và có 3 cái toilet, 3 cái nhà vệ sinh ở trong cái căn nhà của mình. Thì mình có thể thiết kế như cái phòng ở dưới lúc nãy nhân quay đó, thì mình có thể thiết kế ở đó một cái phòng toilet lớn để mình đặt bồn tắm vào đó cũng được, tại vì nó rất là nhiều phòng nha cả nhà. Và bây giờ thì nhân mời cả nhà mình sẽ nhìn ngắm sơ lại một cái vòng tổng thể của khu Tràng Anh Riverside. Rồi, xin mời cả nhà. Và hiện tại thì như cả nhà mình thấy ở đây đã trải trước một cái lớp nhựa để mình chuẩn bị thảm nhựa cả một cái khu này luôn. Thì ở đây cũng là một cái cơ hội để cho cả nhà mình đầu tư nha. Thì lúc trước đó là cũng công ty đã bán một phần rồi, bây giờ tiếp tục bán thêm một phần của đợt 2 nữa, và đợt này nữa là đợt kết thúc nha cả nhà. Thì lúc trước đó là công ty bán chỉ trên sơ đồ và trên bản vẽ thôi, là hầu như những căn biệt thự và những căn nhà phố đều không có bất cứ một cái gì, lúc đó chỉ mới có làm cọc móng thôi. Nhưng mà bây giờ thì khi vài tháng sau trở lại thì thấy bây giờ nó rất là hoành tráng rồi, thứ nhất, và thứ hai là cái hạ tầng cũng đã hoàn thiện một phần. Thì bây giờ là đang trong mùa World Cup cho nên là cả nhà của mình nếu như ai mà thắng tiền cá độ đá bóng á, thật sự bởi vì Nhân không có chơi cái đó, Nhân cũng không am hiểu những cái từ ngữ, thì nếu như ai thắng độ thì có thể là dành tiền để mua nhà mua đất, còn nếu như ai thua độ khi mà muốn bán nhà hoặc bán đất đó cứ alo cho Nhân, biết đâu Nhân sẽ là người bán cho mình. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau.